Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với sân vận sống đá của trường đại học Bách Khoa để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ, đó là DD 98 và các cầu thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. DD 98 sẽ ra sân với bộ trang phục quần đen áo xanh. Họ bảo vệ phần sân bên phía phải màn nhỏ của quý vị khán giả trong hiệp 1. Trong khi đó, câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức họ ra sân với bộ trang phục truyền thống của câu lạc bộ này, đó là trang phục tất trắng và quần đỏ áo đỏ. Họ bảo vệ phần sân bên phía trái màn nhỏ của chúng ta ở trong hiệp 1. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với hiệp thi đấu đầu tiên, và như vậy trọng tài chính của chúng ta đã đợi coi bắt đầu hiệp 1. Trận đấu đang được livestream tường thuật trực tiếp trên phần Facebook Đá Phương miền Tây của chúng tôi. Và nếu như đường truyền mạng của bóng địch, các bạn hoàn toàn có thể xem trận đấu này dưới định dạng Full HD 1080p. Và nếu như các bạn là các cổ động viên của cả hai câu lạc bộ DD 98 và Doanh Nhân Thủ Đức thì bạn hoàn toàn có thể share đường link livestream để cho trận đấu này của chúng ta đến được với đại đa số khán giả hơn. Danh sách đăng ký thi đấu bên phía câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức, họ đăng ký gồm có các thủ mang áo số 9 Nhật Quân Tala, số 8 Trần Tú, số 17 Măng Marcos, số 12 Văn Minh, số 39 Thái Nha, số 68 Anh Nga, số 24 Huỳnh Hoàng, số 15 Thái Long, số 22 Trung Quân Ido. Số 22 Trung Quân Idol, số 2 Tiến Dũng và số 99 đó là Đăng Thuần. Trong khi đó, cao thủ DD 98 họ đăng ký gồm có thủ thành màn áo số 1 đó là Văn Lâm, cao thủ màn áo số 20 Anh Thành, số 12 Quốc Huy, số 21 Anh Việt, số 25 Anh Mập, số 8 Thanh Hiến, số 11 Huy Hoàng, số 7 Anh Đồn, số 4 Phú Trung, số 24 Anh Quang, số 19 Anh Linh, số 23 Anh Vũ và số 9 đó là Thành Trung. Đây là trận đấu mà dù thi đấu trên sân cỏ tự nhiên, cầu thủ chúng ta vẫn sẽ thi đấu với một số lượng người tương đối khác một chút. Đó là họ sẽ thi đấu với 8 cầu thủ và 1 thủ môn. Và các trọng tài của chúng ta vẫn sẽ tổ chức bắt viễn vị y như là sân 11. Và đây chính là một trong những lý do khiến cho trận đấu này của chúng ta sẽ trở nên tương đối đặc biệt. Những phút đầu tiên thì cao thủ hai câu lạc bộ DD 98 và Doanh Nhân Thủ Đức họ thi đấu với một sự tự tin nhất định, không đội bóng nào dè chừng đội bóng nào. Và qua đó, tôi hoàn toàn có thể hy vọng rằng trận đấu này của chúng ta sẽ diễn ra với một tâm thế đối đầu tấn công hấp dẫn. Măng Marcos, tốc độ tuyệt vời của Măng Marcos. Cao thủ áo xanh đã lùi về để hỗ trợ kịp thời. Trận đấu này của chúng ta diễn ra ở trong khuôn viên của trường đại học Bách Khoa. Đây là một ngôi trường được đông đảo quý vị phụ huynh và các bạn sinh viên cực kỳ yêu thích do chất lượng đào tạo đầu ra. Và chất lượng đào tạo chuyên môn của ngôi trường này cũng đứng ở hàng top đầu của thành phố. Và đang là các cầu thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức, họ đang tỏ ra tự tin đàn ông. Không vào. Vẫn chưa có những cú đá đi trúng đích của các cầu thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Liệu đây có phải là một cơ hội phản công hay không? Trọng tài chính của chúng ta đã cắt còi rồi. Họ là bắt tay nhau. Cầu thủ chúng ta trước khi trận đấu này diễn ra cũng đã tập trung lại để chụp một tấm hình lưu niệm. Điều này chứng minh rằng cả hai đội đã đến với trận đấu này bằng một tinh thần thi đấu thượng thể thao và thân thiện. Bóng vừa rồi hướng đến vị trí của số 8 Trần Tú. Thái Long. Cú thả bóng của Thái Long không đến được vị trí của đồng đội. Lỗi vị do tính chất của sân đấu này
tương đối khác với sân 11. Cho nên là các cầu thủ của chúng ta họ sẽ bố trí 3 hậu vệ thay vì là con số 4 giống như những trận đấu ở sân 11. Cũng không có gì đặc biệt cả khi mà sơ đồ 3 hậu vệ cũng đang là một trong những sơ đồ bóng đá cực kỳ thịnh hành ở các câu lạc bộ nổi tiếng danh giá trên thế giới. Marcos tung ra cú đó. Nỗ lực vừa rồi là của anh Lâm. Vẫn đang là Văn Lâm. Thì cuốn phất bóng của Văn Lâm, bóng hướng đến vị trí của một cầu thủ ở khu vực giữa sân. Bóng vừa rồi hướng đến vị trí của số 11 Huy Hoàng. Thái Long tung ra cú đá từ xa. Không vào. Vẫn có những tình huống tung ra những cú đá vỗ mặt của cao thủ Doanh Nhân Thu Đức. Trận đấu chúng ta đang diễn ra với một nhịp độ được đẩy nhanh hơn so với khoảng thời gian ban đầu. Phạt góc cho các cầu thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thu Đức. Quả chạm bóng vào. Không gì cả. Ném biên cho đội bóng xanh. Đề 98 bước vào trận đấu này với một tâm thế, tôi nghĩ là họ sẽ là đội bóng chiếu dưới. Sau những lần tác nghiệp cùng với Doanh Nhân Thu Đức, tôi biết được rằng câu lạc bộ áo đỏ luôn có một lực lượng đội hình tốt như thế nào. Họ có những cầu thủ nhẹ bàn thắng, ví dụ như là như Quân Tà Lò. Có những người uy tín ở mặt trận phòng ngự như là Marcos. Và điều này sẽ khiến cho DD98 sẽ phải cực kỳ dè chừng với những cái tên mà tôi vừa nêu ra. Và đó là cao thủ câu lạc bộ DD98. Vẫn là DD98, hoàn toàn có thể thực hiện một tình huống tạt bóng vào phía trong. Bóng là đi hết đường biên dọc. Phạt không phải, đó là tình huống bóng đi ra khỏi đường biên ngang. Phạt góc cho câu lạc bộ áo xanh. Chúng ta cùng đợi xem. Nỗ lực chuyển bóng vào khu vực trung tâm hàng phòng ngự nhưng vẫn chưa thể tạo ra những tình huống gây nguy hiểm cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thu Đức. Sau những phút giây đầu chạy trọn thì bây giờ câu lạc bộ DD98 họ đã có được sự tự tin trở lại, cùng với đó là họ giữ vững được nhịp độ của tập thể. Quả ném biên cực kỳ mạnh, coi chưa thể tung ra một cú đó. Cao thủ câu lạc bộ xanh đã bất ngờ thoát xuống phía sau. Và suýt chút nữa, nếu như tình huống đó là một tình huống dứt điểm trúng bóng thì không biết chuyện gì đã xảy ra với khung thành của cao thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thu Đức. Và như tôi đã nói từ ban đầu, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đội bóng nào có được cú đá trúng đích đầu tiên. Đường chuyền sai địa chỉ, đây là Trần Tú. Đường chuyền của Trần Tú vào khu vực phía trong, Nhật Quân Tà La. Vẫn đang là Nhật Quân Tà La. Nhật Quân Tà La đã là mất bóng. Cài đội vẫn đang thi đấu tương đối chật chội ở khu vực giữa sân. Vì thi đấu với sơ đồ 9 người buộc cao thủ của cả hai câu lạc bộ phải bố trí những cầu thủ có chức năng gần giống như sân 11. Ví dụ như là tiền vệ trung tâm. Số lượng người càng đông ở khu vực trung tuyến thì càng sẽ khiến cho cao thủ chúng ta khó có thể triển khai được lối đá mà họ cần thiết ở thời điểm hiện tại. Marcos được chuyền dành cho cầu thủ mang áo số 24, đó là Huy Hoàng. Bật bóng rồi. DD98 coi cơ, đó là đội bóng. Không có lỗi của cao thủ áo đỏ, Trần Tú. Được chuyền của Trần Tú sang cho cầu thủ mang áo số 68, đó là anh Nga. Thái Long. Đó là chuyền bóng rất tốt của Thái Long. Quá đáng tiếc khi Nhật Quân Tà La không thể có một cú đá đi trúng vào tầm bóng. Trận đấu này diễn ra với những lời nhận định từ ekip bóng đá phủ miền Tây như sau. Với chuyên gia Kiều Hải Phòng, anh cho rằng đây là một trận đấu mà Doanh Nhân Thu Đức hoàn toàn có thể tạo ra những sự lấn lướt trước cao thủ DD98 với sự đồng đều trong đội hình. Trong khi đó, chuyên gia nhận định Nguyễn Minh Thư thì lại cho rằng DD98 hoàn toàn có khả năng xoay chuyển cục diện khi họ được thi đấu trên sân nhà. Và quả bóng đã bay ra một chiều không gian khác rồi, có vẻ là như vậy.
Ở trên bầu trời sông đó, trường đại học Bách Khoa đang có một chiếc flycam. Có vẻ như chiếc flycam là của cao thủ câu lạc bộ DD98. Họ đang muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ở trên sân thi đấu. Chúng ta quay trở lại với những diễn biến chính ở thời điểm hiện tại. Doanh nhân Thu Đức được hướng một quả phạt góc, quả chạm bóng ở bên trong đánh đâu. Nỗ lực chạm bóng vào phía quát gần. Và đó nỗ lực tung người đánh đầu của Nhật Quân Đà La. Một sát thủ thực sự của doanh nhân Thu Đức. Ngoài ra có những trận đấu khi tôi được làm việc chung với Nhật Quân Đà La thì anh khoác lên mình màu áo của bất động sản nhà Việt. Cùng với Măng Marcos. Lối đánh có bao là một tình huống phản công hay không? Không có lỗi Vivi. Từ đoạn đăng tiết dành cho cầu thủ Manao số 11. Huy Hoàng đã rất nỗ lực để hãm quả bóng trở lại. Được chuyển lên phía trên dành cho cao thủ câu lạc bộ doanh nhân Thu Đức. Như tôi đã nói, khu trung tuyến thật sự đang tương đối chật chội ở thời điểm này. Vẫn là DD98. Bóng Marcos đó lên đội bóng phản công cho doanh nhân Thu Đức. Và đó là bóng Marcos tóm đó tuyệt vời. Tung ra của đó không vào. Quá nhiều những cú đá về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm. Nhưng vẫn chưa có một cú đá trúng đích nào đến từ phía cao thủ doanh nhân Thu Đức. Marcos được biết đến như là một trong những cầu thủ có tốc độ tốt. Và sân đấu này đang khiến cho tốc độ của anh trở nên một cách vô cùng yêu việt. Một lần nữa quả bóng của chúng ta lại bay ra phía ngoài và kèm theo là một cành cây. Quả đến biên. Huy Hoàng. Marcos đang di chuyển, đưa chuyền dành cho Marcos. Lại là cầu thủ này. Hay là cánh trái, tạt quả bóng vào bên trong, coi. Dẫu cho nếu như mà anh Nga có thể chạm đầu được quả vào quả bóng thì anh cũng đã mất lỗi Vivi rồi. Trợ lý của trọng tài của chúng ta đã giăng cờ báo hiệu lỗi Vivi. Ngay khi mà quả bóng được treo đến vị trí của thủ môn áo số 68. Nỗ lực áp sát vẫn đang là DD98. Cơ vẫn còn, bỏ đi ngay. Vẫn còn. Đáng tiếc thôi. Thái Nhà đã phòng thủ chính xác. Phạt góc cho các cầu thủ câu lạc bộ DD98. Một thế trận giằng co vẫn đang được diễn ra bởi cả hai đội trong khoảng gần 15 phút đầu tiên của hiệp 1. Sự tĩnh lặng ở trong khuôn viên trường đại học Bách Khoa đang khiến cho những lời bình luận của tôi trở thành những lời cổ vũ trực tiếp đến cho các cầu thủ chúng ta ở phía trong. Chúng ta cùng đợi xem. Quả đá phạt góc. Bóng hướng đến vị trí của cột xa. Anh Nga. Lên bóng dành cho anh Nga. Cao thủ doanh nhân Thu Đức đang dồn đội hình của mình lên. Trần Tú. Hơi khó cho Trần Tú. Khi mà các hậu vệ của câu lạc bộ DD98 đã sát thành công. Số áo in trên áo của câu lạc bộ DD98 là số áo được viền màu đen. Cho nên thật khó cho tôi để có thể nhìn rõ số áo của họ một cách trực tiếp. Hy vọng rằng cameraman của chúng ta sẽ hữu ý. Và ta sẽ zoom vào những chiếc số áo mỗi khi có bàn thắng và có những tình huống nguy hiểm. Để chúng ta biết được bên phía DD98 ai là người đã cầm bóng. Cũng như là đã tạo ra được những cơ hội. Áp lực bởi các tiền đạo của DD98 vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ với thủ lĩnh là Marcos vẫn đang rất biết cách để giữ cho quả bóng không đến gần với khung thành của họ. Trần Tú. Trần Tú không kịp thực hiện được chuyền. Khải. Huy Hoàng. Hơi khó cho Huy Hoàng rồi.
Nguyễn Dũng. Đường chuyền không qua được cao thủ áo xanh, nhưng Thái Long đã kịp thời đoạt lờ quả bóng. Vẫn là Thái Long, tốc độ của Thái Long. Đường chuyền vào phía trong không được. Đường chuyền hai, một tập bóng dành cho Huy Hoàng. Tương đối bình tĩnh, vẫn là Huy Hoàng. Anh Nga, anh Nga đòi được bóng, đưa chuyền dành cho những quân Tà Lo, không có lỗi, bị dứt điểm, cú vào. Đó trúng đích đầu tiên của cao thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Tuy nhiên, cú đá của những quân Tà Lo lại đi ngay vào vị trí đứng của thủ môn Văn Lâm. Tiến Dũng, Mong Marcos. Thì có một bóng tương đối nguy hiểm mà ra coi phản công dành cho đội đội 98 coi không vào, và đó là câu trả lời của câu lạc bộ đội đội 98. Cả hai đội đều đã có lần đầu tiên dứt điểm trúng đích về phía khung thành đối phương. Nhật Quân Tà Lo vẫn đang là Nhật Quân Tà Lo, cú đá hay của Nhật Quân Tà Lo, nỗ lực tung ra cú ZD không thành công của tiền đạo mang áo số 9. ZD thì cái bộ cái cú đá đó thì đã hẳn sau đá cha. À, giờ này toàn lấy mấy cái nó bình luận rồi mà không nói xuất xíu kiểu ZD. Mẹ quý à. Giờ này cũng gặp mày nữa mày. Dễ bị rơi mày. Nó bị đỉnh. Đây là anh à. Những nỗ lực của cao thủ áo đỏ vẫn chưa mang lại cho họ những điều họ mong đợi. Không vào. Bóng bay vọt xa do khuôn viên sân bóng của trường đại học Bách Khoa của chúng ta không có lưới răng ở xung quanh. Cho nên mỗi khi mà cao thủ chúng ta tung ra những cú đá khiến quả bóng bay ra phía ngoài thì cao thủ chúng ta sẽ phải mất thời gian để nhặt quả bóng trở lại. Vì vậy chúng ta sẽ có những khoảng lặng cũng như là cao thủ chúng ta sẽ có những giây phút nghĩ ra lầu ở ngay trên sân trong khi cao thủ khác mang quả bóng đặt lại vị trí phát bóng lên dành cho thủ môn Văn Lâm. Và bóng lên cho các cầu thủ câu lạc bộ áo xanh. Đường chuyền lên phía trên, Mắng Marcos. Huy Hoàng. Đây là Huy Hoàng. Nó lượt đoạn là bóng của cao thủ áo xanh. Mắng Marcos vẫn nhanh hơn một nhịp. Đây đoạn là đội bóng trong chân của hậu vệ mang áo số 17 là một chuyện tương đối khó. Lượt đoạn có vẫn là một cơ hội không? Đáng tiếc là tiền đạo chơi phía trên của câu lạc bộ xanh đã không thể hãm được quả bóng. Vừa rồi đó là một tình huống Tiến Dũng thực hiện quả bóng bay ra ngoài do có một đồng đội của anh đang ngồi ở trên sân. Có vẻ như anh ta đã bị tuột dây giày. Và cao thủ DD 98 đã chơi fair play. Và trả quả bóng trở lại dành cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Đúng như những gì mà tôi đã nhận định từ ban đầu khi mà cả hai câu lạc bộ DD 98 và Doanh Nhân Thủ Đức đều đến với trận đấu này với tinh thần thể thao và sự thân thiện. Tiến Dũng, đường chuyền của Tiến Dũng dành cho Trần Tú. Quả chạm bóng của Trần Tú không qua được trung vệ bên phía câu lạc bộ áo xanh, đó là trung vệ mà áo số 24, đó là anh Quang. Trung vệ tương đối cao to. Mở bóng rồi, Nhật Quân Tà Lo, cơ hội áp sát khung thành của thủ môn Văn Lâm, giữ điểm, không vào. Lại thêm một cú đá nữa của Nhật Quân Tà Lo. Tiền đạo mang áo số 9 ngày hôm nay vẫn chưa có duyên ghi bằng. 1/2 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0 đều. DD 98 đã thành công trong việc chơi phòng ngự phản công và khiến cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức gặp khó khăn ở trong nửa đầu hiệp 1 trong việc bế tắc.
tổ chức thế trận tấn công. Anh Nga, Thái Long, vẫn đang là Thái Long. Đưa chuyền sang vào khu vực trung lộ nhưng đã không thành công. Huy Hoàng là người đã lùi về để hỗ trợ. Huy Hoàng, cú tạt bóng của Huy Hoàng dành cho cầu thủ mang áo số 7, đó là anh Đôn. Đây là anh Đôn. Anh Đôn thực hiện đường chuyền tăng áp ở phía trong, không có cơ hội chạm chân vào bóng. Thật sự là quá đáng tiếc. Tiến Dũng. Huỳnh Hoàng. Hai đội và đang chơi giằng co và cầm chân nhau ở phía trong sân. Mở bóng rồi. Cú tạt bóng. Anh Nga. Trần Tú. Cú tạt bóng của Trần Tú vào phía trong dành cho Huỳnh Hoàng. Những cầu thủ xanh đã đó là bóng kịp thời. Cơ hội. Bóng vẫn đang còn ở trong chân của họ. Hoàn toàn có thể mở ra một tình huống phản công. Không có lỗi vì mình đâu đây. Tung ra của đội. Không vào. Đó lại đi ngay vào tay của thủ môn bên phía câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Trần Tú. Đưa chuyền qua Trần Tú. Trọng tài xác nhận bóng đã đi ra ngoài. Ném biên dành cho câu lạc bộ xanh. Người thực hiện quả ném biên này sẽ là cầu thủ mang áo số 8, đó là Thanh Hiễn. Quả ném biên bóng hướng đến vị trí của Huy Hoàng. Huy Hoàng vẫn đang bám trụ cánh trái của mình vô cùng tốt. Coi anh Đôn đây. Đáng tiếc thay là trong tư thế nhận bóng của anh Đôn thì lại không thực sự thuận lợi. Huy Hoàng. Trần Tú. Thái Long. Đội trưởng Hoa Long dành cho anh Nga, xuất sắc. Cú đá của anh Nga là đi không chính xác. Chúng ta vẫn đang đếm ngược để chờ đợi bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Doanh Nhân Thủ Đức đang có phần rời rạc ở trên hàng công. Trong khi đó cánh trái vẫn đang là cánh tấn công chủ đạo của câu lạc bộ DD98. Ném biên cho Doanh Nhân Thủ Đức. Đây là anh Quang. Nỗ lực đoạt bóng không thành công của anh Quang trong chân của Thái Long. Thái Long. Tới kế đối chuyến. Không dành cho ai cả. Thanh Hiễn. Không qua được Thái Long. Nhật Quân Tala. Và đó là Nhật Quân Tala. Tổ mặt áo số 9 đang chưa có được những nhịp đồng bộ với cao thủ trên hàng công cùng với mình. Huy Hoàng. Đường chuyền của Huy Hoàng hơi khó rồi. Đoàn đội của anh đã không kịp băng lên. Ném biên dành cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Doanh Nhân Thủ Đức dường như đã có phần nào đó bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Ở thời điểm này khi mà DD98 vẫn đang chơi tôi nói hay ở khu vực phòng ngự. Lượt đá có vào là cơ hội không Thái Long. Không vào. Góc đá đã quá hẹp rồi. DD98 lên bóng. Thực hiện đường chuyền. Huy Hoàng không có lỗi với vị. Và như vậy trọng tài cũng trợ lý trọng tài của chúng ta đã giăng cờ rồi. Việc khuét cánh của cao thủ câu lạc bộ DD98 vẫn chưa thực sự thành công. Khi không có một cầu thủ nào ở phía Hà Lan trong hỗ trợ cho Huy Hoàng khuét cánh. Điều này khiến cho hành lang cánh trái dù đang là hành lang tấn công chủ đạo của câu lạc bộ DD98 vẫn chưa phát huy được hiệu quả tuyệt vời của nó. Mở Marcos.
Vẫn đang là mừng Marcos. Khu trung tuyến thật sự là quá trực trội. Cả đội vẫn đang tương đối giằng co ở khu vực trung tâm sân bóng. Thanh Hiễn được chuyền không thành công. Huỳnh Hoàng, và là Huỳnh Hoàng được chuyền dành cho Nhật Quân. Đó là chống chọi rồi, dứt điểm, cứu vào. Bóng lại bay ra ngoài. Hơi khó cho các cầu thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức giờ đây. Những quả đá trúng đích của họ đều đi vào vị trí của cao thủ DD98. Nhật Huntala trong một ngày anh không được thi đấu ở vị trí trung phong thì cầu thủ này lại không phát huy được quá nhiều những sự tiềm tàng về nguy hiểm của cá nhân anh. Huy Hoàng, nỗ lực đảo cánh của Huy Hoàng dành cho đồng đội ở phía trong. Mẫn Marcos, các nhân viên của công ty chúng tôi yêu quý gọi anh với một cái tên thân thương hơn, đó là Mẫn TikTok. Ném biên cho DD98. Do các cầu thủ chúng ta thi đấu ở trong sân bóng đá 9 người cho nên sự rõ ràng về mặt chiến thuật nó cũng sẽ không quá rõ nét. Đa số các đội bóng Phú Yên ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đều cho phép cao thủ chúng ta dùng trực giác để thi đấu. Dẫn như một tình huống như thế này. Coi lỗi VFV rồi. Anh Nga đã rơi vào thế VFV trong một tình huống mà Nhật Quân ta lo. Đã đoạt lại được khu vực bóng ở ngay khu vực giữa sân. Nỗ lực đột phá không có lỗi VFV. Coi tổng giác của đội. Một không dành cho câu lạc bộ DD98. Doanh Nhân Thủ Đức đã dính phải đòn hồi má thương. Một đòn phản công chết người đến từ phía cao thủ câu lạc bộ Xanh. Và đó là anh đòn trung phong của câu lạc bộ DD98. Như vậy là thế cân bằng đã được hóa giải rồi. Chỉ trong một tình huống mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ áo đỏ họ dâng lên quá cao và ngay lập tức họ đã nhận phải đòn trừng phạt đến từ phía các cầu thủ câu lạc bộ DD98. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại tình huống vừa rồi. Anh Đôn đã có một khoảng trống rộng lớn trước mặt và tung ra một cú đá chéo góc đánh bại hoàn toàn thủ môn của câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. 1-0 rồi. Mọi chuyện đã diễn ra khác hoàn toàn so với những dự đoán ban đầu của chuyên gia bóng đá Cầu Hải Phòng. Thi đấu trên sân khách và nó đã khiến cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức của chúng ta gặp tương đối khó khăn trong việc triển khai một thế trận tấn công áp đặt như những gì mà chúng ta từng biết về câu lạc bộ này. Và anh Đôn đã tận dụng những gì tốt nhất ở trong lối đá phòng ngự phản công của câu lạc bộ áo xanh để mang lại bàn thắng mở tỷ số dành cho cao thủ câu lạc bộ DD98. Hài lòng. Đây là lúc mà Doanh Nhân Thủ Đức cần phải tỉnh táo lại để ngay nhanh chóng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Không phải xin lỗi các bạn, bàn thắng sang bàn tỷ số. Doanh Nhân Thủ Đức tấn công rất nhiều trong khoảng phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng họ lại không tận dụng được. Và trong bóng đá chúng ta tồn tại một quy luật tương đối nghiệt ngã, đó là khi các bạn tấn công quá nhiều mà không ghi được bàn thắng thì hậu quả là các bạn sẽ phải vào lưới nhặt bóng.
Và đòn hồi mã thương của câu lạc bộ DD98 đã ứng nghiệm với hàng phòng ngự của câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Mống Marcos đường truyền lên phía trên. Không dành cho ai cả. Đăng Thuần đúng không anh? Dạ đúng rồi. Như vậy là cho đến thời điểm hiện tại thì những dự định cũng như là những dự đoán của những nhận định và dự đoán của chuyên gia bóng đá Nguyễn Minh Thư đã chính xác. Là cô cho rằng cao thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức trong một chuyến làm khách đến sân nhà của DD98 thì họ hoàn toàn có thể bị dẫn bảng. Và cô đã chính xác khi cho đến thời điểm hiện tại DD98 mới đang là đội bóng dẫn trước cao thủ Doanh Nhân Thủ Đức. Dù cho Doanh Nhân Thủ Đức là đội bóng đã chơi có phần áp đảo ở phần lớn thời gian hiệp 1. Huy Hoàng hiểu mà, nhưng phong cách Xuân Ngô quý vị phải kêu cô chứ sao được, cho nên kêu bằng em. Cô nghe nó hay hơn, nhưng ra được vẫn kêu bằng em thương. Ném biên cho câu lạc bộ DD98. Và thời điểm hiện tại thì hai cầu thủ đó là anh Nga và Huy Hoàng cũng đã được rút ra nghỉ. Doanh Nhân Thủ Đức ngày hôm nay họ chỉ mang theo có khoảng 2 cái tên dự bị mà thôi. Và điều này sẽ là một thách thức cho thế lực của đội bóng đó. Bóng tìm đến vị trí của Văn Minh. Nhật Quân Tà La. Nhật Quân Tà La ngày hôm nay anh đang chưa có cho chúng ta thấy được những giá trị của anh. Bóng tìm đến vị trí của anh Linh. Cầu thủ mặc áo số 19 tức kia vào đường chọc khe. Lỗi Việt Vì rồi. Mất bóng rồi. Và đang là cao thủ câu lạc bộ áo xanh. Lỡ đây có phải là một tình huống phản công nữa hay không? Đưa chuyền vào phía trong. Coi. Tình huống mà thủ môn Đăng Thuần đã băng ra đi. Ngang trang một đường căng ngang vào phía trong của cao thủ DD98. Ném biên cho đội bóng áo xanh. Truyền dành cho Văn Minh. Văn Minh vừa mới được tung vào sân và dĩ nhiên tăng thế lực của anh sẽ vượt trội hơn phần nào đó so với các cầu thủ ở trong sân. Đường truyền của Tiến Dũng. Mắng Marcos. Trần Tú. Trần Tú sút xa. Không vào. Quá đáng tiếc. Nhưng cú đá trúng đích của cao thủ Doanh Nhân Thủ Đức trong ngày thi đấu hôm nay là cực kỳ hiếm hoi. DD98 đã đánh giá đúng tầm đối thủ của mình. Họ bố trí một đội hình có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Và thường mở những đường phản công ở hai khu vực cánh, tận dụng tốc độ của những tiền đạo cánh. Quả đó tạo nên sự thành công bước đầu dành cho câu lạc bộ này trong trận đấu với Doanh Nhân Thủ Đức, một đội bóng vượt trội hơn họ, nhất là về mặt con người. Như tôi đã nói từ ban đầu, Doanh Nhân Thủ Đức sở hữu hai cầu thủ tương đối nổi bật, đó là Như Quân Tà La và Mống Marcos. Tiến Dũng, bóng tìm đến vị trí của trung vệ mang áo số 2. Văn Minh. Bóng tìm đến vị trí của cầu thủ mặc áo số 39 đó là Thái Nha. Không qua được Huy Hoàng, vẫn đang là Thái Nha. Tiến Dũng. Đường chuyền của Tiến Dũng sang cho hành lang cánh trái. Bóng dành cho cầu thủ mặc áo số 22 đó là Trung Quân Idol. Trung Quân Idol cũng được đưa vào sân cùng lúc. Coi! Cú vào! Và lại một lần nữa có phản xạ tốt đến từ phía thủ môn Văn Lâm.
chưa có bàn thắng dành cho Doanh Nhất Thủ Đức. Phạt góc cho đội bóng đỏ. Chúng ta cùng đợi xem. Thủ môn Văn Lâm đã chính xác khi băng ra đấm bóng. Trần Tú cực kỳ nguy hiểm. Tiến Dũng hoàn toàn có thể tung ra một cú sút xa. Tiến Dũng thả bóng sang cho Mẫn Marcos, tuy nhiên quả bóng đã đi ra ngoài. Ném biên dành cho đội bóng áo xanh của chúng ta. Thủ môn xử lý tốt của Trung Quốc Idol. Nhật Quân Đà La đổi chuyền vào khu vực trung lộ của Nhật Quân Đà La. Lần này có vẫn là một tình huống phản công nữa. Công! Coi! Hai đứa ngay! Giữ đi hợp! Không vào! Hoàng Minh! Nhịp độ trận đấu vẫn đang được đẩy lên. Dù chưa phải là ở mức cao nhất, nhưng nó cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy hồi hộp ở những phút còn lại của hiệp một. Từ người một đôi trong kia Nhật Quân Tà La. Đôi chơi của Nhật Quân Tà La chóng chạy đến vị trí của Mang Marcos. Đáng tiếc thay cho Mang TikTok. Ném biên cho câu lạc bộ DD98. DD98 nó có sự thay đổi người rồi. Cầu thủ vật sân thay người, nếu như tôi nói không lầm thì có vẻ đó như đó là số 9 Thành Trung. Huy Hoàng. Đội trời Huy Hoàng. Coi. Thủ môn Đăng Thuần đã chính xác băng ra. Trung Quân Idol. Nhìn đáng tiếc là Trung Quân Idol lại không thể hãm quả bóng lại thành công. Ném biên cho đội bóng xanh. Bóng đã đi hết đường bên ngang. Phạt bóng lên dành cho thủ môn Đăng Thuần. Với việc sở hữu một đội hình phòng ngự cứng cáp như thế này thì đội bóng xanh hoàn toàn có thể bảo vệ thành quả của họ. Trọng tài đã giăng cờ báo hiệu lỗi với Thành Trung do anh đã tham gia vào tình huống đó. Dù cho cầu thủ mang áo số 24 đó là anh Quang đã ra dấu hiệu trước với Thành Trung rằng đừng tham gia vào tình huống đó. Tuy nhiên có vẻ vừa mới được tung vào sân cho nên Thành Trung chưa thể nắm giữ được nhịp độ chung của trận đấu. Trần Tú. Không nguy hiểm coi Văn Minh. Văn Minh bóng vẫn đang là thủ chân của Văn Minh. Từ kia được chuyển sang cho đồng đội coi Văn Côn. Phát bóng lên dành cho thủ môn Văn Lâm. Nhiều khả năng, theo tôi nghĩ nhiều khả năng câu lạc bộ DD98 sẽ bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn bàn của họ. Bằng bàn thắng được ghi ở phút thi đấu thứ 29 của Anh Đơn. Đó là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 rồi. Chắc chắn quân đội nghĩ ra lâu trước mắt sẽ là cực kỳ cần thiết dành cho Doanh Nhân Thủ Đức. Thấy trận tấn công của họ đã hoàn toàn bế tắc ở trong hiệp 1. Với việc cao thủ câu lạc bộ DD98 họ bố trí một đội hình phòng ngự nhiều lớp và kính thưa các bạn, hiệp một của chúng ta đã khép lại với tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ DD98 và bàn thắng của anh Đơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau nghe giao lầu ít phút trước khi chúng ta bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai. Xin cảm ơn.
Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả của chúng ta một lần nữa quay trở lại với sân bóng đá trong khuôn viên trường đại học Bách Khoa để đón chờ xem trận đấu thứ hai, trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ DD98 và Doanh Nhân Thủ Đức. Chúng ta chỉ còn đợi tiếng còi ba đời bài của trọng tài nữa mà thôi. Câu lạc bộ DD98 sẽ bảo vệ phần sân bên phía trái của các bạn ở trong hiệp 1, trong hiệp 2. Trong khi đó câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức sẽ bảo vệ phần sân bên phía ngược lại. Cái đội đã thay đổi sân thi đấu cho nhau. Mười hiệp thi đấu đầu tiên vô cùng nặng nề về mặt chiến thuật của cả hai đội, và nó khiến chúng ta hồi hộp đến những giây phút cuối cùng của nó. Và thật sự là như vậy, DD98 đã thành công trong việc tung ra thế trận phòng ngự phản công tuyệt vời của họ ở trong hiệp 1 với bàn thắng duy nhất được ghi do công của anh Ben. Và trong khoảng thời gian nghĩ rằng là chắc chắn các thủ cầu bộ Doanh Nhân Thủ Đức cũng đã rút ra được nhiều điều để khắc phục cho hiệp thi đấu thứ hai. Mỗi thi đấu đầu tiên mà Doanh Nhân Thủ Đức họ bế tắc hoàn toàn trong việc triển khai một thế trận tấn công áp đặt như cách mà đội bóng này đã thường làm với những đối thủ khác. Nhưng ngày hôm nay, trong 40 phút đầu tiên của hiệp 1, nó đã không thành công trước hàng phòng ngự được bố trí vô cùng chặt chẽ và thi đấu vô cùng kỷ luật của DD98, ném biên dành cho câu lạc bộ xanh. Hà Long. Trước đó là quả ném biên của cầu thủ mang áo số 23. Đó là anh Vũ. Mắng Marcos. Cú tạt bóng không đến được vị trí phía trong. Anh Quang là người cắt bóng, người đã cao nhất trên hàng công của câu lạc bộ DD98 ở thời điểm này, đó là anh Mập. Trung Quân Idol. Tốc độ tốt của Trung Quân Idol, và đó là Trung Quân Idol. Thái Long. Đội chuyền của Thái Long dành cho đồng đội, vẫn là Thái Long. Mắng Marcos không được. Ở trong hiệp 2 thì Mắng Marcos bắt đầu những giây phút đầu tiên với việc chơi cao hơn. Anh chơi cao hơn so với hiệp 1 với nhiệm vụ tăng cường thêm tốc độ và sức sướng, cùng với đó là sự nguy hiểm cho hàng lá cánh trái của câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Quả ném biên, anh Vũ là người thực hiện tình huống ném biên, bóng hướng đến vị trí của cầu thủ áo số 24, đó là anh Quang. Đây là anh Mập, không có lỗi về vì của anh Mập. Đáng tiếc thay là anh Mập đã không vượt qua được Tiến Dũng, Nhật Huntala. Đường truyền của Class Han Nhật Huntala. Anh Quang. Lỗi của Thái Long. Tiền vệ mà nó xoay 24 anh Quang chơi tương đối hay ở trong hiệp 1 với việc trở thành một tiền vệ trụ, đánh chặn những cơ hội nguy hiểm từ xa và giúp cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ DD98 có đủ thời gian để bố trí lực lượng để nhằm chống lại những pha tấn công của câu lạc bộ áo đỏ. Huỳnh Hoàng. Nhật Huntala. Nhật Huntala. Thái Long. Anh Quang là người đã thành công trong việc đoạt lấy được quả bóng. Ném biên cho câu lạc bộ xanh. Thì đến vị trí của cầu thủ mang áo số 12 vừa rồi, đó là Quốc Huy. Không có lỗi của Mang Marcos. Trung Quân Idol. Hiện tại thì Quốc Huy đang bị đau ở trên sân. Vừa rồi trọng tài của chúng ta đã kịp thời tạm dừng trận đấu. Quốc Huy đã có dấu hiệu bị đau ở cánh tay phải của anh sau tình huống va chạm với Mang Marcos. Quả bóng lăn ra ở một khoảng cách tương đối xa so với sân bóng. Chúng ta sẽ đợi thủ môn Văn Lâm mang quả bóng trở lại với sân đấu và thực hiện quả phát bóng lên. Trận đấu của chúng ta vẫn đang được livestream tường thuật trực tiếp trên phần bếp bóng đá phôi bên tay của chúng tôi. Và nếu như đường truyền mạng có màu ổn định, các bạn hoàn toàn có thể xem trận đấu với định dạng Full HD 1080p. Và nếu như các bạn là những cổ động viên của cả hai câu lạc bộ thì các bạn hoàn toàn có thể share đường link livestream
để cho trận đấu này của chúng ta đến được với đại đa số khán giả hơn, với những khán giả trung lập yêu thích những trận đấu tấn công mà mang đậm nét chiến thuật như trận đấu này, thì các bạn hoàn toàn có thể xem trận đấu này qua sóng livestream của chúng tôi. Trọng tài xác nhận trước đó đã có lỗi và các cầu thủ áo đỏ sẽ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Chuyền của Thái Nhà vào phía trong. Đang có những sự xáo trộn ở trên hàng công của câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Một chuyến hành quân xa tương đối bất ổn của câu lạc bộ áo đỏ. Phát bóng lên dành cho cao thủ câu lạc bộ DD98, những người đang dẫn trước ở trong trận đấu này với lợi thế dẫn bằng 1-0 do bàn thắng được ghi ở phút thứ 29 của anh Đôn ở trong hiệp 1. Tình huống phòng thủ tốt của Tiến Dũng dù anh không nhìn thấy được quả bóng. Khai đưa chuyền. Quá chậm bóng lên. Khai. Đây là anh Mập. Tình huống lùi về phòng ngự kịp thời là cô Huỳnh Hoàng. Chào bóng lên vị trí của Mang Marcos. Khai. Nhật Quân Tala. Mở đầu là Nhật Quân Tala. Đều chuyển dịch cho Mang Marcos. Cơ ở đây. Tung ra của đội. Không à. Vội quá thủ môn Văn Lâm. Một lần nữa các bạn chúng ta xem lại tình huống đáng chú ý vừa rồi. Nhật Quân Tala đã thực hiện một đường chuyền vô cùng chấm chạy và thuận lợi dành cho Mang Marcos. Tuy nhiên thủ môn Văn Lâm đã chơi cực kỳ hay. Tình huống tung người đẩy bóng của Văn Lâm như đã gạt đi chiếc lưới hái tứ tận ngay mảnh lưới của câu lạc bộ DD98. Tỷ số vào đâu là 1-0. Phạt góc cho DD chính mình sân các bạn, phạt góc cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Chúng ta cùng đợi xem quả đá phạt góc bóng hướng đến vị trí của sơ. Không có bất cứ một cầu thủ áo đỏ nào ở vị trí treo bóng đó cả. Phát bóng lên dành cho câu lạc bộ áo xanh. Câu lạc bộ DD Thủ Đức. Xin lỗi các bạn, DD 98. Và đó là cầu thủ câu lạc bộ áo xanh coi. Tung ra của đội. Cứu bóng. Và đó là câu trả lời của đội bóng chủ nhà. Quả đá rơi sang ngang cung thành của thủ môn Mạnh Đan. Đó làm cho khung thành của thủ môn Đăng Thuận dối lên bàn bật. Nhưng tiếc là đã không có bàn thắng nào được ghi. Khuôn viên sân bóng đảo Bách Khoa đang trở nên nhộn nhịp hơn sau những tình huống tấn công liên tiếp của cả hai câu lạc bộ. Và với những người yêu thích bóng đá phổi thì đây chính là những yếu tố khiến cho trận đấu của chúng ta hoàn toàn sôi động và đáng mong chờ hơn ở phần còn lại của hiệp 2. Vừa rồi chúng tôi đã nhận được thông điệp của chuyên gia bóng đá Kiều Hải Phòng. Ông cho rằng, xin các bạn, anh cho rằng Doanh Nhân Thủ Đức sẽ có thể lội ngược dòng với chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ DD98.
Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Nguyễn Minh Thư thì lại cho rằng đội đội 98 sẽ giành chiến thắng trước cao thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức với tỷ số 2-0. Còn đang là những tình huống áp sát của cao thủ câu lạc bộ áo xanh Marcos. Đưa chuyền của Marcos, bóng hướng đến vị trí của Nhật Quintana. Bóng đang là Nhật Quintana. Đưa chuyền vào vị trí của Nhật Quintana. Coi, chuyền thôi. Đây là Hà Long. Hà Long tung ra quả đấy, không vào. Phạt góc cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Chờ đội bóng đó, số lượng những tình huống cố định đang là rất nhiều đối với cao thủ Doanh Nhân Thủ Đức. Hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh vẫn đang được bố trí quá tốt. Đường chuyền của Marcos, quá chậm bóng, không dành cho ai cả. Cao thủ cao của chúng ta sẽ phải tiếp tục di chuyển để nhặt quả bóng trở lại. Nỗ lực không thành công của Thái nha. Như Quintala. Sân chơi và nó khiến cho nỗ lực đường bóng không thành công của Thái nha. Vừa rồi bóng đã chạm tay. Nỗ lực đẩy bóng lên phía trên là của cầu thủ bóng áo số 25, đó là anh Mập. Quả đá phạt trực tiếp dành cho DD98 do ở sân đấu chúng ta có tính việt vị, cho nên là các cầu thủ chúng ta cũng sẽ không dồn quá sâu vào phía sau. Để bóng trả lại dành cho Doanh Nhân Thủ Đức. Hà Long vẫn đang là tiền đạo màn áo số 15. Thái Long ở trong hiệp 2 đã được đùn lên đá vị trí trung phong. Tương đối khác so với hiệp 1. Hiệp 1 thì Thái Long chơi ở vai trò tiền vệ trung tâm. Theo những thông tin tôi nhận được từ anh Nga thì Thái Long là một sản phẩm đào tạo từ lò số 15 Nghệ An. Vẫn đang là những cầu thủ câu lạc bộ DD98. Họ vẫn đang tích cực áp sát về phía hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Huỳnh Hoàng khả năng thoát người rất tốt của Huỳnh Hoàng, không được. Trung Quân Idol, đội chơi của Trung Quân Idol. Ném biên cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức, người thực hiện sẽ là Marcos. DD98 vừa rồi đã tạm dừng trận đấu để có thể thay người. Quả ném biên, Thả Long. Không có cơ hội di chuyển dành cho cao thủ áo xanh.
chuyền đó là hơi sâu rồi. Thái Nhà nhận đoạn chuyền từ vị trí của Tiến Dũng. Doanh Nhân Tô Đức đang vẫn đang gặp tương đối nhiều khó khăn trong việc có thể tổ chức một tình huống lên bóng có chất lượng và có chiều sâu. Hà Long vẫn là nỗ lực thực hiện được chuyền của Hà Long. Huỳnh Hoàng, Trần Tú hạ bóng không đến được vị trí của đồng đội. Cả đội vẫn đang chơi cầm chân nhau giống với hiệp 1. Nhật Quân Tala nỗ lực đi bóng của Nhật Quân Tala và đó là Nhật Quân Tala thì quá trong kẽ dành cho Marcos. Coi không vào. Vượt quy định tung ra cú lưới của Marcos đã không thành công và bóng một lần nữa nó lại bay ra một chiều không gian khác. Phát bóng lên dành cho DD 98 đội bóng chủ nhà. Lỗi của anh Vũ. Quả đá phạt trực tiếp dành cho Doanh Nhân Thủ Đức. Mà Marcos đang đứng trước bóng và có thể nhiều khả năng sẽ thực hiện một quả treo bóng vào phía trong. Chúng ta cùng đợi xem. Marcos thực hiện quả treo bóng. Bóng chạm chân của Huỳnh Hoàng và đó là Huỳnh Hoàng chưa thể thoát được sự đeo bóng của các hậu vệ bên phía DD 98. Ném biên cho Doanh Nhân Thu Đức. Hơn ai hết đây là lúc họ cần phải có được những bài tấn công mới là hơn. Trung Quân Idol, cú đá của Trung Quân Idol không qua đánh quang. Tiến Dũng, Trần Tú nỗ lực không thành công của Trần Tú. Tiến Dũng khá hay, xử lý đi. Thái Long điều chuyển của Thái Long sang cho Trần Tú, lên bóng dành cho Doanh Nhân Tú Đức và đó là Thái Long thực hiện được chuyền vào phía trong không qua được cầu về của đội bóng xanh. Tiến Dũng, Tiến Dũng đã băng lên ở khu vực giữa sân để hỗ trợ tấn công cho đồng đội. Dứt điểm không vào. Đó cực kỳ bất ngờ của Thái Long. Và cao thủ chúng ta đã phải bố trí người để đi nhặt lại quả bóng ngay. Chúng ta phải xác nhận bóng đã có vẻ như bóng đã đi ra ngoài, hoặc có thể là cầu thủ đó đã dính bẫy việt vị. Nỗ lực đá phạt lên phía trên, đây là anh Mập. Coi chưa thể chạm chân vào quả bóng. Có vẻ như mặt sân đang hơi trên. Chúng ta nhìn thấy cao thủ bị trượt ngã rất nhiều ở trong trận đấu này. Không dành cho ai cả, Huỳnh Hoàng lên bóng dành cho cao thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Được chuyền là đi không chính xác, nhưng được chuyền mang tính chất quyết định của câu lạc bộ đỏ đang có tỷ lệ chính xác không được cao. Trung Quốc Idol thực hiện được chuyền vừa rồi là Quốc Huy. Tiến Dũng thực hiện được chuyền bóng hướng đến vị trí chống chạy. Thái Long
Long thực hiện đường chuyền, nhưng Quân Tơ Lo, nhưng Quân Tơ Lo giữ điểm ngay, không vào. Nhưng Quân Tơ Lo đang tương đối vô duyên với mảnh lưới của thủ môn Văn Lâm. Bản năng sát thủ của Klaas Hans Huntelaar ngày hôm nay nó không hiện hữu trong con người của Nhật Huntelaar. Phát bóng lên dành cho DD98, đội bóng vẫn đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Bóng Marcos, nỗ lực của bóng Marcos, bóng lên vị trí của Lai Long, giữ điểm. Đó không chính xác của Thái Long. Và cao thủ câu lạc bộ Ấn Độ được hưởng một quả ném biên. Mark Marcos sẽ là người thực hiện quả ném biên này. Huỳnh Hoàng, cú thả bóng của Huỳnh Hoàng. Ấn Long Huỳnh Hoàng lỗi rồi. Phạt góc cho câu lạc bộ. Xin lỗi các bạn, quả ném, quả đá phạt trực tiếp dành cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức. Chúng ta cùng đợi xem liệu đây có phải là một tình huống mang lại bàn thắng cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức hay không. Quả trả bóng vào phía trong, không vào. Vẫn còn tình huống của Đại Lai, không vào. Cầu thủ Doanh Nhân Thủ Đức tương quá vô duyên với mảnh lưới của thủ môn Văn Lâm. Hai quả đá liên tục, một quả đá chạm vào mép nối giữa của dòng và sang ngang, một quả đá chạm vào chân của một hậu vệ của đội bóng xanh. Họ đang tổ chức ép sân rất nhiều nhưng lại vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Cầu thủ câu lạc bộ xanh cho rằng họ chưa phạm lỗi với cầu thủ Doanh Nhân Thủ Đức. Và trọng tài của chúng ta đã tiến lại để giải thích lý do tại sao ông cắt còi. Quy định đã được đưa ra rồi. Quả đá phạt trực tiếp dành cho Doanh Nhân Thủ Đức. Đội bóng Ấn Độ đang được hưởng rất nhiều những quả đá trực tiếp như thế này, những quả đá cố định nhưng chưa một lần họ thành công. Mong Marcos và Thái Long đang đứng trước quả bóng, những cầu thủ thuận chân trái. Một góc đá rất dễ nhưng lại có khoảng cách tương đối xa. Mong Marcos giữ đẹp vào, không vào. Lại là sơ ngang. Tình huống đá phạt của Mong Marcos đã rơi sơ ngang cung đành của thủ môn Văn Lâm. Chưa có bàn thắng dành cho đội bóng đó. Huỳnh Hoàng, và đó là Huỳnh Hoàng. Việc chơi phòng ngự số đông giúp cho câu lạc bộ áo xanh luôn có đúng người phòng ngự. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại quả đá phạt trực tiếp của Mark Marcos. Quả đá đã làm rúng rinh khung thành của câu lạc bộ DD98. Và như vậy là Thái Nhà đã được rút ra nghỉ ngờ và thay cho anh Sala Văn Minh. Vẫn đang là các cầu thủ câu lạc bộ áo xanh. Chưa thể thực hiện được đường truyền. Nỗ lực không thành công của Mark Marcos. Ném biên cho câu lạc bộ áo xanh. Người thực hiện quả ném biên sẽ là cầu thủ áo số 21. Đó là anh Việt. Tiểu lấy bóng trả lại của Trung Quân Idol. Thái Long chưa thể chạm chân vào quả bóng. Tiến Dũng, đường chuyền của Tiến Dũng không dành cho ai phía trên cả, không qua được thằng hình hộ pháp của trung vệ mang áo số 2. Từ kia đường chuyền Tiến Dũng bay vẫn còn kịp. Nhật Quân Tơ La, quả chạm bóng của Nhật Quân Tơ La, quả chạm bóng là đi không chính xác. Phút nữa.
Hơn 1/2 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số hiện tại vẫn là 1-0. DD98 vẫn đang dẫn bảng với bàn thắng được ghi ở phút thứ 29 của hiệp 1 của Anh Đôn. 40 à? Phút 25 rồi. Còn 15 phút nữa. Nửa đầu của hiệp 2 chúng ta thấy một doanh nhân Thủ Đức tấn công rất nhiều. Họ không hoàn toàn bế tắc nhưng lại không có duyên với bàn thắng coi không vào. Thủ môn Văn Lâm vẫn giữ được sự cảnh giác của Duyên Anh. Một nỗ lực thực hiện một tình huống bấm bóng qua đầu của Marcos. Lên bóng cho các cầu thủ câu lạc bộ Xanh. Vân Gôn, bỏ đánh hai. Đây là cơ hội để tổ chức phản công, thực hiện đường chuyền. Đáng tiếc thầy là không có một cầu thủ nào đón được đường chuyền vừa rồi. Có vẻ như người thực hiện đường chuyền đó là Anh Thành của tổ bàn áo số 20. Marcos, đường chuyền của Marcos không qua được anh Quang. Người vẫn đang đá tương đối hay ở vai trò tiền vệ trụ của DD98. Mẫn Marcos không có ai cả. Quả bóng vẫn đang bay ở trên trời. Lỗi rồi. Có vẻ như lỗi của các cầu thủ câu lạc bộ Xanh. Dạ nhớ mà. Tiến Dũng. Điều chuyển của Tiến Dũng sang cho cầu thủ mang áo số 12 đó là Văn Minh. Điều chuyển của Văn Minh. Như Quân Tà La. Thái Long. Vẫn đang là Thái Long. Trọng trai công dân của ai? Không vào. Quá là vô duyên rồi. Câu lạc bộ doanh nhân Thủ Đức có quá vô duyên với mảnh lưới của thủ môn Văn Lâm. Hai phần ba thời gian thi đấu chính thức của hiệp hai đã trôi qua và doanh nhân Thủ Đức vẫn chưa một lần chọc thủng lưới của câu lạc bộ DD98. Phản công dành cho DD98. Hoặc bóng trở lại. Không có tiếng còi của trọng tài. Phản công dành cho câu lạc bộ đó. Thái Long. Vẫn đang là Thái Long. Marcos đang di chuyển. Marcos. Còi dưới đêm đi. Không vào. Và quả bóng của chúng ta một lần nữa lại bay ra khu vực rất xa so với sân bóng. Tôi đang chờ đợi bàn thắng, một hương vị bàn thắng của Pai. Phút thi đấu thứ 30 rồi, 10 phút cuối cùng của trận đấu này, doanh nhân Thủ Đức vẫn đang bị dẫn trước 1-0 và DD98 vẫn đang bảo vệ thành công tỷ số cho đến thời điểm này của hiệp 2. Lợi thế sân nhà đã giúp cho DD98 có được sự tự tin. Và quả thực là một ngày hành quân xa đáng quên của câu lạc bộ doanh nhân Thủ Đức nếu như họ thất bại ở trong trận đấu này. Doanh nhân Thủ Đức tung ra quá nhiều những cú đá, nhiều tình huống phản công, trúng đích rất nhiều lần. Nhưng không có một cú đá nào làm cho thủ môn Văn Lâm phải vào lưới nhập bóng cho đến thời điểm này. Được chuyển dài cho Marcos, thực hiện được chuyển. Cú chạm chân tương đối khó hiểu của Marcos. Phía ngoài sân thì anh Nga của thủ môn áo số 68 đã khởi động rồi. Muốn phát bóng lên tương đối mạnh. Đây là anh Linh. Đưa chuyền của anh Linh sang cho anh Đôn, người đang mở tỷ số trận đấu này. Đưa chuyền của anh Đôn. Thủ môn Đăng Thuần đã chơi hay. Ném biên cho câu lạc bộ áo xanh. Chúng ta cùng đợi xem quả ném biên.
Quang Minh, Quang Minh đã đổi cánh thi đấu. Mông Marcos đưa chọc khe của Mông Marcos dành cho Nhật Quân Tala. Nhật Quân Tala, cơ Nhật Quân Tala cú bóng. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho Doanh Nhân Thu Đức. Đen gì mà đen thế không biết. Chúng ta cùng đợi xem quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ đó. Thái Long, Mông Marcos không vào, là một lần đá bóng lại tìm đến sà ngang. Mông Marcos đã hai lần đưa bóng chạm sà ngang rồi các bạn ạ. Doanh Nhân Thu Đức đang dồn tất cả đội hình và cao thủ chúng mình của mình lên phía trên. Sóng gió đã trôi qua đi, ném biên dành cho Doanh Nhân Thu Đức. Quả ném biên rất mạnh của Mông Marcos dành cho Huy Hoàng. Cao thủ câu lạc bộ DD98 rất quyết liệt và quyết đoán trong những tư thế phòng ngự của họ. Vậy thì đó tạo cho họ được sự chắc chắn ở trong cách bố trí và cách theo người coi. Chạy tôi không vào. Tôi không biết đây là cú đá thứ bao nhiêu của cao thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thu Đức ở trong hiệp 2 rồi. Họ chưa một lần thành công. Vừa rồi Thái Long đã có những tình huống khá thú vị khi anh ta đã vào tận lưới của thủ môn Văn Long để run mảnh lưới này lên. Để vòng mang lại vận may. Anh đôi, một lần nữa anh đôi đôi. Tung ra của đá này. Hy vọng là tình huống run lưới của Thái Long sẽ mang lại vận may cho các cầu thủ câu lạc bộ đó. Văn Minh. Đường truyền của Văn Minh. Đây là Mông Marcos. Nhưng Quân Tala đã được rút ra nghĩ rồi, người vào thay cho anh đó là anh Nga. Trần Tú không qua được anh Quang. Anh Đơn, Tiến Dũng, Văn Minh, Thái Long. Vẫn là Thái Long, Thái Long ơi. Quá khó để có thể đột phá. Khả năng hỗ trợ bọc lót của cao thủ áo xanh vẫn thật sự là quá tốt cho đến thời điểm này. Chắc chắn đó là một tình huống đã phạt trực tiếp rồi. Bóng đã chạm tay. Với góc nhìn vô cùng chủ quan của tôi thì thấy rõ ràng là như vậy rồi. Chiếc tay bàn đầu tiên của trận đấu đã được rút ra. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp ở một cự ly gần hơn dành cho Doanh Nhân Thu Đức. Phút thi đấu chính thức thứ 35 rồi. Thái Long, Mông Marcos và Trần Tú đang đứng trước quả bóng. Ai sẽ là người thực hiện quả đá này đây? Một cơ hội đấy cho Doanh Nhân Thu Đức tận dụng để gỡ hòa. Mông Marcos sẽ đẹp. Như vậy là Thái Long đã thành công trong việc dũng mảnh lưới để mang lại vận may dành cho Doanh Nhân Thu Đức. Và Mông Marcos, một quả đá phạt tuyệt vời. Ôi thật sự các bạn ạ, cho đến phút thi đấu này chúng ta mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thu Đức. Và nó khiến cho tôi cảm thấy có những sự xúc động nhất định. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng đá phạt 10 điểm này của Mông Marcos. Mảnh lưới của thủ môn Văn Lâm đã rung lên.
Và Mông Marcos đã thành công trong việc làm cho thủ môn Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên. Đó là Mông Marcos. Lợi thế dẫn bảng của câu lạc bộ DD98 được duy trì tương đối lâu. Họ ghi bàn ở phút thứ 29 của hiệp 1 và giữ vững khoảng gần 40 phút kể từ phút thứ 30 của hiệp 1 cho đến phút thi đấu thứ 35 của hiệp 2. Như vậy nhiều khả năng, theo tôi dự đoán ở thời điểm này thì tỷ số hòa sẽ là tỷ số cuối cùng, khi mà câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức đã mất quá nhiều thời gian trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2. Bàn thắng của Marcos đến ở phút thi đấu thứ 35. 5 phút còn lại, chắc chắn DD98 sẽ tập trung trong việc giữ vững mảnh lưới của thủ môn Văn Lâm. Tiếp đón một đội bóng có lực lượng đội hình đồng đều và đang là một trong những đội bóng có phong độ tốt như là Doanh Nhân Thủ Đức. Điều đó không bao giờ dễ chịu một chút nào. Một trận đấu mà những tình huống cố định đó đã giúp cho câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức có được bàn gỡ. Anh Đôn, lỗi của trung quân Idol. Để lượt cao thủ áo xanh được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Điều đấy có phải là một cơ hội không? Phát bóng lên dành cho thủ môn Đăng Thuần. Đấu chỉ còn khoảng 2 phút nữa là sẽ khép lại. Một đều là một tỷ số tương đối thành công với DD98. Hội Việt họ đã cầm hòa một đội bóng tôi đánh giá là mạnh hơn họ. Tuy nhiên thì thời gian vẫn còn để chúng ta chưa biết. Marcos bàn thắng của Marcos được ghi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu này. 2-1 dành cho Doanh Nhân Thủ Đức. Một mạng lời ngược dòng đã đến rất gần với đội bóng đó. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại bàn thắng của Marcos. Đã treo gấp lần này đánh bay được thủ môn Văn Lâm. Ôi trời ơi, tôi đã bị lạc giọng với những cung bậc cảm xúc khác nhau của trận đấu này. Như vậy là dự định cũng như là nhận định và dự đoán của chuyên gia bóng đá Kiều Hải Phong đã chính xác. Doanh Nhân Thủ Đức đã dẫn trước cao thủ câu lạc bộ DD98 với tỷ số 2-1 ở thời điểm này rồi. Và đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2. Không còn nhiều cơ hội nữa dành cho câu lạc bộ DD98. Một sự bất ngờ các bạn ạ. Chúng ta cùng để xem quá chơi bóng. Thành Trung không kịp rồi. Và như vậy trọng tài chính của chúng ta là thôi coi kết thúc trận đấu này. Một màn lội ngược dòng tuyệt vời của Doanh Nhân Thủ Đức ở ngay trước thánh địa của DD98. Và những nhận định ban đầu của chuyên gia bóng đá Kiều Hải Phong đó là
cầu thủ câu lạc bộ Doanh Nhân Thủ Đức sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Và tôi không ngờ là ở trong 5 phút cuối cùng của trận đấu, Mang Marcos đã mang lại chiến thắng vô cùng nghẹt thở và khó khăn dành cho Doanh Nhân Thủ Đức. Và kính thưa các bạn, trận đấu được livestream tường thuật trực tiếp trên fanpage bóng đá Phương Miền Tây của chúng tôi đến đây cũng đã khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.